Dạ vâng ạ, đây là cái quy trình mà bên chúng em đang kiểm tra cái cấu hình cũng như là cái riêng về cái đẩy 4850L này nói riêng này. Đây là con chiếc đẩy mà 4 kênh khủng nhất của bên JK chúng em đang phân phối. Em đang ghép với con vang T9 Pro để test kiểm tra chất âm trước khi gửi, vì đã gửi xe về Hải Phòng nên hơi gấp. Bác để báo xe hơi gấp nên là không làm được video dài nên chỉ có vài phút thôi. Ngắn rồi ạ. Đó. Đây kỹ thuật đang ghép. Đó là chiếc đẩy 4850L, dòng đẩy 4 kênh, công suất rất khỏe. Đây là cái đôi W900 mà chúng em cũng đang chuẩn bị lên đường. Và bên ngoài thì anh em cũng đang miệt mài kéo băng dính. Nghe tiếng băng dính là có hàng đóng các anh em ạ. Đó. Các thông tin mua sắm thì các anh có liên hệ cho em qua số hotline 0963889192 này, 0965503357, em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Những cặp loa đẹp xuất sắc, màu đỏ tươi đẹp. Dây nguồn tới không? Thử lên nhạc không? Ồ, cái dây nguồn đấy bị tụt rồi. Cắm lại dây nguồn đi. Không nhổ 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 dây nguồn từ con đẩy lên vang nhá được. Lấy dây loa nữa. Đấy đấy. Tại thì nhận lệnh gấp quá và gửi xe thì bác ấy yêu cầu là nhận trong tối ngày hôm nay để bác đấy dùng việc nên nhận lệnh hơi gấp. Công tắc này, 4 kênh này. Đó. Ok chưa? Đó. Chú. Cắm sai à? Mà đang để chế độ ấy rồi. Em cắm á. Đây anh dạy em cắm. Đấy phải cắm sang bên này là mới lên hai loa. Cắm thử hết 4 kênh cho anh. Nhổ hết hai cái jack new, hai đường new chích cắm vào kênh kênh B à, kênh B mấy kênh C cho anh. Rồi. Thử nó kênh C cho anh. Bạn này hai lên hai kênh này, bây giờ lên hai kênh này, ok rồi. Vậy là 4 kênh đã hoạt động ok và thời gian nó đang có hạn. Thôi em bỏ ra cho vào thùng đóng cho anh. Dán tem bảo hành vào cho anh nhanh lên để đi cho kịp giờ. Vâng, với những đơn hàng gấp thì chúng em cũng phải gấp, dù gấp đến đâu thì gấp chúng em vẫn phải test như thế này. Nên các anh em lấy cho anh 4 cái đầu new trick. Đúng rồi, 4 đầu new trick hiện tại nhà bác đấy cũng đã đánh hai cặp loa. Dán tem bảo hành cho anh nhá. Ok, ngoài ra thì bắt đầu chúng em lại chuẩn bị tiếp tục để đưa cái đôi này vào để test, thì xin mời các anh em lại tiếp tục theo dõi video tiếp theo nhá.